Hôm nay mình bắt đầu chuẩn bị tiếp tục làm cái dự án của mình, nó kéo dài khoảng 2-3 năm rồi mọi người. Sau lưng mọi người thấy nè, bên kia là cả một cái rừng sậy dưới đế ha, những cây mà nó mọc hoang đấy. Còn bên đây là mình đã khai phá rồi đó, mình đang tiến hành mình khai phá để mình mở rộng cái diện tích cây trồng của mình, đặc biệt là những cây cảnh, cây kia, hoa kiển, bonsai, đặc biệt là những dòng bonsai mini mọi người. Mình đang khai phá tiếp theo ra nữa. Thì trong quá trình khai phá đó mình có phát hiện một cái điều thú vị, mình chia sẻ với mọi người cho mọi người xem ha. Đây mọi người xem này, dây leo nó bò phủ kín hết trơn luôn, mình không thấy gì hết, nhưng mà khi mà mình phát cỏ ra rồi đó, mọi người thấy nè, dưới gốc nó nè, đây mọi người biết đây là cái gì không? Đây là một cây táo nha mọi người. Táo này là thuộc cái táo hoang, táo rừng, táo dại mình đấy. Trái thì nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà gai là kinh khủng nha mọi người, thấy nè, thân của nó đầy gai luôn á. Đây nè, mọi người thấy nè, gai nè, gai nhiều lắm. Cho nên hôm nay mình phát quang, mình phát trống dưới gốc nó hết rồi. Có bệ đế, có củ rất là to luôn. Hiện tại thì mình sẽ khai thác nó, mình cắt ha, cắt ngang đây, mình cắt ngang đây. Sau này mình sẽ ghép cái giống táo thái vào. Loại táo thái thì nó không có gai nhưng mà nó là siêu trái mọi người. Mời xem nè, sau một hồi học đào thì cũng khai thác được em nó lên rồi. Đây khá là to mọi người, chỗ này khá to ha. Sau này mình sẽ tiến hành mình ghép gốc táo thái vào để cho táo thái thì nó không có gai mọi người, nhưng mà nó trái rất là nhiều. Còn cái táo rừng của mình nó gai kinh khủng luôn, gai rất là nhiều nhưng mà trái thì nó lại nhỏ nữa. Cho nên mình sẽ ghép gốc táo kia vào, mà hy vọng là em nó sau khi mình xử lý rễ rồi, hy vọng là em nó sẽ sống. Và còn lại là cố gắng làm sao cho em nó sống để mà chúng ta tiến hành cái phần công đoạn tiếp theo mọi người ha. Mê cây cảnh bonsai rồi thì mọi người biết cái cây gì cũng muốn làm bonsai cho mọi người. Lại đây mọi người thấy nè, video trước mình chia sẻ với mọi người là mình bứng cây táo rừng rồi ha. Video này mình chia sẻ với mọi người hôm nay mình bứng cái cây cây chanh mọi người. Cây chanh này thì mọi người nhìn thấy nè, bệ đế nó nhìn thấy rễ, nhìn thấy cũng quái cũng rất là độc ha. Bên trên nhánh đụng khá là nhiều đó, mình giờ mình tiến hành mình cũng cắt, mình khai thác đó, làm chanh bonsai chơi đó, vừa có trái thì chúng ta có thể làm gia vị ăn ha. Còn đặc biệt là lá của nó thì chúng ta có thể để mà hấp gà hay là trộn gỏi gà thì tuyệt vời nha mọi người. Mình ở đây, đây là cái trại của mình ở đây, cái mùa dịch đó mình bị kẹt ở cái khu vườn này 3-4 tháng luôn đó mọi người. Bây giờ hiện tại thì mình sẽ khai thác lại khu vườn này lại để mình làm một cái nơi vừa trồng cây mà vừa có thể giống như là thư giãn giải trí mọi người. Mình sẽ mướn thuê cô bé đó xe múc ấy, xe múc đất ấy, nó múc một cái đường cái mương chánh giữa này ngang khoảng 2,5-3 mét, mình thảy đất qua hai bên để mình ban bằng để mình trồng cây ha. Chánh giữa này mình sẽ làm một cái mương để mình trồng đặc biệt là những cây thủy sinh chơi và nuôi cá rồi chơi mọi người. Chọn đúng công việc rồi chọn đúng cái niềm đam mê của mình đó, thôi mình làm không mọi người thì cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất là vô tư, không phải lo lắng hay là có một cái áp lực nào hết mọi người. Mình thì mình yêu thích cây cảnh và đặc biệt là bonsai mini nhỏ nhỏ thôi, nó dễ trồng dễ chăm sóc, thì mình luôn tìm cách mình tạo ra những cái nguồn phôi mới cho những anh em cùng sở thích của mình. Nếu như bạn yêu thích cây cảnh và bonsai, đặc biệt là những con dòng bonsai mini, thì hãy nhớ follow kênh của mình để xem những chia sẻ về các loại cây cảnh và hoa kiển xung quanh làng hoa của mình mọi người nha.